Đợi, cô đợi em một xíu ạ. Đây là nguồn thanh khoản nào đáng tin cậy nhất? A là hạn mức tín dụng cam kết, B là hạn mức tín dụng quay vòng, và C là hạn mức tín dụng không được chấp nhận. Thì em chọn là hạn mức tín dụng cam kết là A. Cái này không phải là hạn mức tín dụng, cái line này là kiểu dòng tín dụng ấy, và mình sẽ dịch là tín dụng cam kết này, tín dụng quay vòng đúng không, hoặc là tín dụng tuần hoàn cũng được, và tín dụng không cam kết đấy. Thì ở chỗ này nó không có chữ hạn mức. Hạn mức thì thường nó sẽ là amount limit hoặc là tương tự như vậy. Thì chỗ này bạn ấy chọn thì đúng rồi nhá. Thì trong các cái nguồn này thì lúc nãy vừa nói với nhau, thì cái nguồn A committed line thì sẽ là cái nguồn mà nó đảm bảo nhất. Bây giờ là ngày 20 tháng 9 này, cái có thể thi 1 điểm cho Diệu Anh này. Bây giờ đến Nguyễn Đức Anh. Đức Anh có đây không em? Có. Đức Anh dịch và trả lời cho cô câu số 6. Công việc ta cần sẽ có. Em nói lại đi, tại vì nó hơi bị tiếng vọng. Đưa anh nói lại đi em. Để, cái ngành công nghiệp cái công nghiệp Python này là sẽ có cái khả năng thanh khoản tốt hơn so với các công ty khác. Thì ở đây em chọn là A, receipt table turnover is higher, là cái khả năng Quay phải không? khả năng quay vòng cao vòng khả năng quay vòng nợ phải thu là cao hơn. Alo. 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 Em dịch lại đi, cô chưa hiểu dịch cái gì đâu. Cái ngành công nghiệp Aten này thì sẽ có tính thanh khoản tốt hơn so với các công ty khác trong ngành. Nếu mà chọn là A, khả năng công đoạn phải thu thì cao hơn. Cái Mức gì quay khả năng vòng công nợ phải thu cao hơn. Mức cái quay vòng phải thu. cái gì em? Cái A. A là gì? Receivable turnover. Khoản mức quay vòng nợ phải Receivable mức mức quay vòng nợ phải thu ạ. mức quay vòng nợ phải thu, số vòng quay nợ phải thu, số vòng quay nợ phải thu thu À, tính bằng cái gì em? Số vòng quay nợ phải thu thì mình sẽ tính bằng cái gì và ý nghĩa của nó là gì? được tính bằng doanh thu chia cho doanh thu thuần chia cho các khoản phải thu ạ.
Doanh thu thuần chia cho các khoản phải thu. Và ý nghĩa của nó là gì? Nó cho biết thì các khoản phải thu quay được bao nhiêu vòng trong trong kỳ báo cáo. Trong một năm đúng không? Ok. Vâng, Thế đúng còn rồi. ok bạn dịch Artan Industry nó là một tên tên một công ty chứ không phải là ngành công nghiệp Artan đâu, nó không có ngành công nghiệp Artan. Và peer group of company tức là các cái công ty các cái nhóm đối thủ, các công ty đối thủ ấy trong cái ngành công nghiệp đó, hoặc là công ty bạn ấy. Trong cái này thì cái better liquidity có nghĩa là nó phải có tính thanh khoản tốt hơn. Thì ở đây tính thanh khoản tốt hơn thì cái quick ratio câu C của nó là phải đáng ra phải cao hơn thì mới đúng đúng không? Cái average trade payables thì cũng tương tự như vậy. Tức là các cái khoản average trade payable tức là các cái khoản phải trả. Các Chào. khoản phải trả người bán ấy thì nó phải thấp đúng không? Ở đây ghi là nó phải thấp. Và cái receivable turnover thì nó phải cao. Đấy thế thì better liquidity thì cái câu A thì đúng rồi nhưng mà cái câu B sao không đúng? Cái câu B có nghĩa là các khoản phải trả của em thấp ý, các khoản phải trả của cái công ty này thấp thì nó cũng có nghĩa là mình cũng sẽ phải ít thanh toán các khoản phải trả hơn ấy, thì liệu là cái tính thanh khoản nó có tốt hơn không? Cái có thể làm thấp hơn nhưng mà nó cũng sẽ làm giảm cái khả năng thanh khoản. Không, nó có là khả năng thanh khoản đâu em. Ok nhá, thì đối cái này cô giải thích luôn này. Cái average trade payable nếu mà thấp thì cũng tốt đấy. Thấp thì nó là potentially can increase the liquidity of company, tức là về tiềm năng ấy là nó có thể hỗ trợ cái tính thanh khoản bởi vì rõ ràng mình có ít nợ hơn. Tuy nhiên cái tính thanh khoản họ lại đo bằng cái khả năng mà mình thanh toán khoản nợ. Như vậy ở chỗ B này này nó chưa nói được cái khả năng thanh toán mà nó chỉ nói là à nợ của anh ít nhưng mà không rõ là khả năng anh có thanh toán được cái nợ ít hay không. Cho nên nó chưa đủ hai vế của một của cả cái ý là liquidity. Cho nên bạn chỉ có thể chọn câu A thôi. Đấy thì đấy là lý do, tức là mặc dù khi bạn chọn thì rất là dễ là bạn sẽ chọn câu A, thế nhưng mà để nói là tại sao câu B và câu C sai ấy, thì nó sẽ làm chắc hơn cái lựa chọn của bạn là câu A. Ok, thank you bạn Đức Anh. Cô gọi tiếp đối với cả câu 12, bạn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Ngọc Anh. Ừ, dạ em đây. Ok. Ngọc Anh làm được câu 12 này chưa? Dạ em làm rồi ạ. Ừ, em dịch đi và trả lời giúp cô. Một kết quả nào sau đây có nhiều khả năng khiến nhà quản lý tài chính lo ngại rằng chính sách tín dụng của công ty đang trở nên quá lỏng ạ? A là vòng quay khoản phải thu tăng lên. B là vòng quay hàng tồn kho giảm ạ. C là kỳ thu tiền bình ra quyền tăng lên ạ. Em chọn C ạ. Chọn C giải thích vì sao? Tại vì cái kỳ bình quân thì nó sẽ là số ngày để thu được một đồng các khoản phải thu ạ. Nếu mà cô chọn cô B được không? B không được tại vì nó không liên quan đến khoản phải thu ạ. Ok.
Rồi, như vậy là bạn Ngọc Anh bạn cũng trả lời đúng rồi, tức là cái câu C đấy là câu đúng này. Tại vì là khi mà mình thấy cái kỳ thu tiền bình quân ấy nó tăng lên thì có nghĩa là cái thời gian mà mình thu tiền từ khách hàng nó dài hơn và nó có thể liên quan tới việc là công ty đã cho khách hàng nợ quá là dài. Cái câu A nó cũng liên quan tới cái receivable turnover nhưng mà nó lại ngược lại, cái này nó tăng lên có nghĩa là kỳ thu tiền bình quân nó sẽ giảm đi. Thì chắc là nó không liên quan tới cái linear là cái chính sách nới lỏng. Còn câu B thì đương nhiên nó không liên quan rồi bởi vì nó liên quan tới cái inventory. Như vậy đây chính là đáp án chính là câu C đúng không? Ok. Bạn tiếp theo giúp cô trả lời cái câu câu số 15 nhé. Là bạn Trần Minh Anh. Minh Anh Em có được ở đây cô. không em? Ừ, Em em có dịch ạ. đi. Ừ. Em theo cô câu 15 em dịch sẽ là một chiến lược quản lý tiền mặt thích hợp cho một công ty có nhu cầu tiền mặt cao theo mùa. Trước mùa mua sắm nghỉ lễ sẽ ít có khả năng bao gồm. A sẽ là cho phép chứng khoán ngắn hạn đáo hạn mà không cần tái đầu tư. B là vay vốn thông qua hạn mức tín dụng của ngân hàng. Và C sẽ là đầu tư vào các trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ vào các thời điểm khác trong năm vì chúng có tính thanh khoản cao ạ. Thì câu này em chọn C ạ. À, vì sao? Em giải thích luôn đi. Câu này em chưa biết giải thích như nào ạ. Em đang băn khoăn giữa ý A và ý C. Ý A thì làm sao? Thì là sao mà lại băn khoăn mà không chọn? Là em chưa biết giải thích ạ. Chưa biết giải thích có nghĩa là em không hiểu về câu này ấy. Cho nên em mới không biết giải thích. Tại vì khi đã chọn là mình phải có một cái câu giải thích chứ. Bạn, cô gọi bạn tiếp theo nhé. Bạn là Đặng Thanh Hà được không? Dạ. Đặng Thị Thanh Hà có ở đây không em? Alo ạ. Em làm được câu này chưa? Em cho cô 10 năm. Câu 12. À câu 15 nhỉ? Mình quên. Sẽ cho cô để em cũng chọn C là investing in US. Tại vì em nghĩ cái câu đấy em chọn C thì vì em nghĩ là cái trái phiếu em nghĩ là cái trái phiếu kho bạc thì nó có kỳ hạn từ 2 đến đến 10 năm ạ. Thì có thể là do đó thì cái kỳ hạn cái kỳ hạn nó sẽ dài hơn so với cái chứng khoán để mà cái quản lý cái tiền mặt ạ. Câu này người ta có ghi là Treasury note là high liquid mà. Treasury note là tín phiếu thường kỳ hạn rất là ngắn, thường dưới 1 năm thôi, thường là dưới 6 tháng ấy, chứ không phải là Treasury bond. Treasury bond là tín là trái phiếu ấy thì nó mới có kỳ hạn là 2 đến 10 năm. Có bạn nào có trả lời được cô cho cô câu này không? Bạn nào giơ tay trả lời giúp cô câu này được không? À bạn trả lời được bạn cứ nói nhé vì cô không nhìn giơ tay. Cái câu này là một cái chiến lược quản trị tiền mặt của công ty. Cái mà cái công ty ấy, nó đang có hai need là nhu cầu cao mang tính chất mùa vụ cho cái tiền mặt trước cái kỳ holiday shopping, tức là cái kỳ mua sắm ở kỳ nghỉ ấy. Thì would least likely tức là cái nào mà không đúng ấy thì chúng ta sẽ chọn nhé, tại vì các bạn sẽ gạch chân cho câu chữ least likely. Ok, như vậy là khi mà thiếu tiền thì công ty sẽ phải làm gì? Câu B là công ty sẽ đi vay mượn thông qua một cái kênh nào đấy của ngân hàng. Như vậy là câu B mình sẽ không chọn. Câu A là allowing short-term security to measure without reinvestment, tức là
sẽ cho các cái trái phiếu, xin lỗi, các cái chứng khoán ngắn hạn của công ty ấy, hết hạn và không có tái đầu tư. Có nghĩa là gì? Nếu mà nó ngắn, mình đang giữ cái trái phiếu, xin lỗi, tín phiếu kho bạc, hoặc là mình giữ chứng chỉ tiền gửi mà nó hết hạn trong vòng tuần tới ấy, thì mình sẽ lấy tiền luôn, mình không có tái đầu tư thêm tín phiếu kho bạc hay là thêm cái chứng chỉ tiền gửi nữa để lấy tiền. Và cái này thì cũng phù hợp với cái việc là tôi đang thiếu tiền thì tôi phải giữ cái nguồn tiền đấy để tôi chi tiêu, đúng không? Như vậy là nó sẽ phù hợp, và vì ở đây nó hỏi least likely cho nên chắc chắn là bạn cũng không chọn. Như vậy còn câu C thôi. Câu C là mình đầu tư vào tín phiếu kho bạc vào các cái khoảng thời gian khác nhau trong năm, bởi vì là cái chứng phiếu, tại cái tín phiếu này là highly liquid, tức là có tính lỏng rất cao. Ý là mình sẽ đầu tư at other times vào các khoảng thời gian khác trong năm, bởi vì chúng có tính lỏng khác rất là tốt. Ok, tức là mình sẽ không đầu tư. Ok, vậy thì câu này cũng không rõ nhỉ, tại vì là cái câu C này cô thấy đầu tư vào tín phiếu at other times, không đầu tư vào thời gian đó mà đầu tư vào thời gian khác, thì cũng là giữ tiền mà. Vậy thì các bạn sẽ chờ cô check một chút. Sẽ check lại cho chắc chắn nhé. Em câu hỏi, câu trả lời vấn đề gì không? Câu này là câu C. Câu này là câu C và because at other time. Câu này của người ta là câu C, và cái cách trả lời thì giống hệt như bạn lúc nãy bạn trả lời, bạn gì nhỉ? Bạn ý chắc là cũng nhìn thấy câu trả lời rồi, cho nên bạn ý cũng dịch nguyên là cái tín phiếu kho bạc thì có cái major ấy, cái thời gian đáo hạn là từ 2 đến 10 năm. Và vì vậy cho nên là các cái chứng khoán này thì nó không phù hợp với cái cash management at other time of the years. Ok, câu này cô nghĩ là câu có vấn đề một chút, bởi vì là thứ nhất là cái treasury notes thì thông thường là ngắn hạn, bởi vì ở đây họ cũng ghi là highly liquid, tức là những cái nó khá là lỏng, có tính lỏng cao. Và thứ hai nữa là khi mà mình đầu tư thì đầu tư thì ok, nhưng mà họ lại ghi là at other times, thì có nghĩa là vào khoảng thời gian khác trong năm, có nghĩa là bây giờ mình sẽ không đầu tư. Nếu là cô là cô sẽ hiểu như vậy đó. Thế thì nếu mà tôi đã không đầu tư vào thời gian bây giờ mà tôi đầu tư vào thời gian khác, thì có nghĩa rằng là cái câu này vẫn là câu tạo tiền cho doanh nghiệp đấy. Thế thì họ lại giải thích là cái treasury note là cái dài hạn, chứng khoán dài hạn, ok, từ 2 đến 10 năm. Câu này thì chắc các bạn sẽ bỏ lại giúp cô. Cô sẽ để ý cái câu này và bạn chuyển sang câu khác nhé. Bây giờ các bạn chuyển sang câu 27.
và cô sẽ gọi lại các bạn mà vừa trả lời câu vừa rồi nhưng mà chưa xong. Bạn đầu tiên là bạn Trần Minh Anh. Minh Anh có ở đây không em? Dạ em có ạ. Ừ, em làm được câu 27 này chưa? Ừ, câu 27. Em thưa cô, câu 27 thì là so, em dịch trước ạ, là so với thời kỳ trước, một công ty có số ngày phải thu lớn hơn, ảnh hưởng đến chu kỳ chuyển đổi tiền mặt và chu kỳ hoạt động của công ty. Rất có thể là em là à, thời gian các khoản phải thu dài hơn đúng không? Ok. Đầu tiên là chu kỳ chuyển đổi tiền mặt và chu kỳ hoạt động thì A là tăng giảm, B là giảm tăng và C là tăng tăng. Thì em chọn đáp án C là tăng tăng ạ. Ok, vì cái này nó là đều là cộng đúng không? Vâng ạ. Ok, rồi, cảm ơn em. Như vậy là câu 27 sẽ là C, tăng tăng. Bạn tiếp theo là bạn Đặng Thanh Hà. Hà sẽ trả lời cho cô câu tiếp theo. Câu 35. 35 cô có giao các bạn làm không nhỉ? Có. Ok. Bây giờ bạn phải tính NGL. Unbound Equivalent Basics. Các bạn có công thức đúng không? Hà làm câu này cho em. Dạ em thưa cô là đầu đầu tiên em tính là đầu tiên em tính cái trái phiếu chuyển đổi ấy. Em tính trái em tính cái trái phiếu thì sẽ bằng là theo công thức là lấy 365 chia cho số ngày trong thời gian nắm giữ và nhân với cái BAI ạ. Thì em đọc số đi, trái phiếu chuyển đổi là cái gì? Đổi là cái gì? Cái trái phiếu ạ. Đây nó chỉ có hoặc là Certificate of Deposit hoặc là Bond Equivalent. Thì cô đang em đang trả lời câu 35 đúng không? Em đang trả lời câu 35 hay câu gì? Ok. Đây là Certificate of Deposit mà. Nó là gì? Chứng chỉ tiền gửi mà. À, chứng chỉ tiền gửi ngân hàng à, ngân hàng ạ. Cô là chứng chỉ tiền gửi ngân hàng thì có cái kỳ hạn là 30 ngày ạ, và có lãi suất trong thời gian nắm giữ là 1% ạ. Lợi tức hàng năm của cái CD này trên cơ sở tương đương với trái phiếu là bao nhiêu? Em chọn đáp án là C12,17% ạ. Tính như nào em? Em cho cô là em lấy 300. Em cho cô làm lấy á. Em tính theo công em tính theo công thức là 365 ngày chia cho số ngày trong thời gian nắm giữ và nhân với cả BAI là bằng 1% nhân với cả 365 ngày chia cho 30 ngày 30 ngày có lợi suất ạ. Thì sẽ ra 12,17% ạ. 12,17 đúng không? Ok. Các bạn chắc cũng tính ra giống bạn Hà đúng không? Cô không kiểm tra lại nữa nhé. Thì coi như là bạn tính đúng, công thức thì đúng rồi. Ok. Các bạn chuyển sang câu tiếp theo. Câu tiếp theo là câu... câu này là câu 53. Cô gọi bạn Lê Ngọc Hà nhé. Thế em có ạ. Ừ, em làm được câu này chưa Hà ơi? Nhưng mà câu đấy em chưa làm. Ok. Chưa làm được là bị trừ điểm hết Hà. Vì đây là cô gọi ngẫu nhiên. Nghĩa là okay. Không làm được là được cộng điểm. Chưa làm được là trừ đấy. Cô cho em làm không? Em có. Ừ. Cô là câu đấy em chọn đáp án em chọn đáp án
B đúng không ạ? Em dịch đi, em dịch cái câu đấy và vì sao lại chọn đáp án B? Cô là cái phim tức là cái lợi tức của cái công ty trong OK, cô gọi bạn khác nhé, bạn là Nguyễn Thị Hồng Hạnh. À có. Ừ, Hạnh trả lời được câu này không Hạnh ơi? Hả? Ừ. Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Có. Ừ. Em Hạnh nói đi. Tại em cô câu này em chọn đáp án C. Ừ. Vì sao nào? Ừ. Em dịch câu này là nữa. Lợi tức từ các khoản đầu tư vào chứng khoán ngắn hạn của công ty để so sánh được nêu là em chọn đáp án C thì không biết vì sao à? Không biết ạ. Ờ, không biết làm sao mà chọn được. Bạn Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Hằng. Nguyễn Thị Thu Hằng có trả lời được câu này không em? Dạ. À, nó lại bỏ qua với bạn này. Bạn Thu Hằng trả lời được không em? Nguyễn Thị Thu Hằng. Câu 53 là em chọn ý C ạ. À. Ừ, vì sao nào? Cô là dịch ở đây là lợi tức của những khoản đầu tư của công ty về chứng khoán ngắn hạn thì cho mục đích so sánh rõ nhất là em chọn cái IC. Đây là công thức của bond equivalent là cái lãi suất tương đương trái phiếu ạ. Sao mình không chọn câu B? Cô là em dựa theo công thức ạ. Ừ, công thức câu B có nghĩa là gì? Công thức câu B là cái khoản chiết khấu chia cho mệnh giá nhân với 360 chia cho ngày đáo hạn. Ừ. Tức là lúc nãy cô khi mà giảng cô đã nhấn mạnh với các bạn rồi là cái công thức discount rate hoặc là cái công thức discount yield ấy thì nó chỉ thể hiện được cái mức chiết khấu thôi, nhưng nó không thể hiện được cái mức sinh lời như thường là mình quy ước, đúng không? Quy ước là sinh lời, tỷ lệ sinh lời bao giờ cũng là mức sinh lời và chia cho cái số tiền ban đầu bỏ ra. Thế thì do đó chỉ có hai cái công thức là A và C thì là ok thôi. Thế thì công thức C là công thức bạn chọn là bởi vì cái công thức này nó tính là theo dài hạn, đầu tư dài hạn, và thông thường khi mà mình nhìn đầu tư là bao giờ mình cũng so sánh với dài hạn. Ok. Đấy, thế thì đấy là câu của các bạn.
câu cuối cùng là còn một câu nữa hay sao nhỉ? Working capital. Đây. Còn một câu nữa là câu 55. Câu 55 này lúc nãy cô cũng giao rồi đúng không? Ok. Bạn tiếp theo nhé. Là bạn Hà Thị Mỹ Hạnh. Vâng. Em về ở một công ty sản xuất hơi tiến tiến lượng chính năm hạn. Và bạn khác thì là không nghe thấy nhắc nói gì vang quá. Cô gọi bạn là Diệu Huyền đi. Diệu Huyền có ở đây không em? Diệu Huyền, Nguyễn Thị Diệu Huyền. Cô ơi, bạn ấy đang bị trục trặc mic ấy cô ạ. Bạn Diệu Huyền hả? Dạ vâng ạ. Chuyển sang bạn Nguyễn Thành Hưng nhé. À, Vũ Thành Hưng. Hưng, bạn Hưng có ở đây không? Ừ, Hưng trả lời nốt cho cô câu này nào. Một công ty sản xuất lớn có uy tín về cái tín dụng rất sẽ nhận được nguồn tài chính ngắn hạn bằng cách phát hành thương phiếu ạ, issuing commercial paper. Câu C thì sao? Câu C là entering into, cái này ký một thỏa thuận với hạn mức đã được cam kết. Nghĩ C này nó là đầu tư dài hạn. Không, cái credit line ở credit là lúc nãy mình cũng có nhắc tới đúng không? Cái này là ký một thỏa thuận theo hạn mức đã cam kết. Câu 55 là C đúng không? C ạ. Em cô có nghe được không ạ? Alo ạ. Alo ạ. Cô tắt mic rồi hay sao ấy? Ok, cô bị tắt mic từ lúc nào ấy? Ủa, cô nghe thấy không? Cô thì vẫn nghe thấy nhưng mà cô tưởng các bạn cũng nghe thấy. Các bạn nghe thấy cô không? Được thì nghe được rồi các bạn. Câu 55 vẫn là A. Câu 55 vẫn là A nhé. Bạn Hưng có thể giải thích thêm một tí không? Là vì sao lại A mà không phải là C không? Bởi vì các khoản, nếu mà bán các khoản phải thu thì nó là áp dụng cho các công ty mà chất lượng tín dụng kém, còn ký thỏa thuận kia là những cái công ty mà không có quy mô để phát hành
giấy tờ nhà thương phiếu các thứ ạ. Ok, bạn trả lời thế cũng tạm tạm rồi đấy. Tức là hai cái B và C này khi bạn huy động vốn ấy, bạn đều phải trả cái phí tương đối cao. Bạn hiểu ý không? Tức là cùng huy động vốn nhưng B và C bạn vẫn huy động được, bởi vì bạn là công ty lớn mà, thì bạn làm gì cũng được. Nhưng mà cái này, hai cái này đều là higher fee. Đấy, thế còn cái ở cái này này là cái chi phí nó sẽ nhỏ thôi. Nó cũng mất chi phí nhé, không phải không mất chi phí đâu, nhưng mà cái chi phí nhỏ thôi và cũng gần như không đáng kể. Đấy, thì đấy là lý do tại sao mà các bạn chọn C, A là đúng rồi, nhưng như bạn Hưng nói là đúng rồi. Như vậy thì hết các câu hỏi đây đúng không các bạn? Hết rồi. Đó, thế thì ngày hôm sau các bạn thi thì các bạn kiểm tra giữa kỳ thì các bạn ôn cái gì? Thì các bạn ôn lại cho cô các cái câu mà mình đã cover đây này. Đương nhiên là phần của cô nó sẽ có những câu khác nữa. Thế nhưng mà một phần quan trọng là nó cũng nằm ở trong cái đám này thôi. Cho nên các bạn cứ học kỹ là cũng làm được một cơ số câu rồi đấy. Ngoài ra ấy thì là cô sẽ có những cái câu khác nữa. Thì những câu khác nữa nó cũng không quá khó nữa. Tương tự như thế này thôi. Thì các bạn sẽ xem. Đọc kỹ cho cô slide.